Heidi là một bé gái mồ côi từ nhỏ nên phải sống cùng bà dì độc ác. Một thời gian sau, khi bà dì tìm được công việc mới, liền mang Heidi lên núi tìm ông nội của cô bé. Nhưng vì mâu thuẫn với người con trai đã khuất nên ông cụ quyết không nhận đứa cháu này. Ông nội luôn thích sống cô lập nên người trong làng xem ông như người lập dị. Hai dì cháu tìm đến nhà, lúc này ông nội đang bổ củi. Heidi nhìn thấy thế, lớn tiếng chào ông. Con chào ông ạ, bà dì nói với ông cụ, đây là cháu gái ruột của ông, tên Heidi. Nhưng vì quen cuộc sống đơn độc nên ông nội khó mà chấp nhận được sự thật này. Ông lớn tiếng đuổi hai người họ ra khỏi đây. Bà dì sợ hãi dắt theo Heidi chạy xuống núi. Nhưng vì luôn cảm thấy cô bé là gánh nặng nên đã bỏ lại Heidi một mình ở lại trên núi, để Heidi cho ông nội nuôi, còn mình bỏ trốn. Một lúc sau thấy cô bé Heidi vẫn còn ở đây, ông nội kéo tay cô bé đuổi theo. Nhưng tiếc là bà dì đã đi rất xa rồi. Sao không đi với dì mày mà còn nằm ăn vạ ở đây? Heidi mếu máo nói, nhưng dì ấy cũng không cần con nữa. Ông nội không nói một lời, lập tức đi vào nhà và đóng sập cửa lại, mặc cho cô bé đứng ngoài kêu gào. Thực ra ông nội vẫn rất quan tâm cô cháu gái của mình. Thấy ông nội nhất quyết không mở cửa, cô bé chỉ đành ngủ tạm ngoài chuồng dê. Ngày hôm sau, ông nội đến vắt sữa dê, thấy Heidi tỉnh giấc trong chuồng dê hôi thối. Thấy ông, cô bé vẫn vui vẻ chào buổi sáng. Thấy vậy, ông liền đưa cô bé một khay sữa dê vừa mới vắt, bị bỏ đói cả ngày trời. Heidi uống rất ngon lành, thế nhưng ông nội vẫn không muốn giữ cô bé ở lại, liền đưa cô đến chỗ mục sư. Sau khi kiểm tra xong xuôi, mục sư nói, Heidi hoàn toàn khỏe mạnh và rất dễ nuôi. Ông cụ nói, con bé không thể sống ở đây được. Mục sư nói với ông hãy cứ để Heidi ở đây thêm 3 ngày nữa, đợi khi tìm được gia đình giàu có nhận nuôi Heidi sẽ đưa cô đi. Vì vậy hai ông cháu lại trở về, thế là cô bé vui mừng chạy vào nhà. Nhưng cô bị bất ngờ, vì bên trong trống trơn, độc có một chiếc giường, một chiếc bàn và một cái ghế. Leo lên bên trên thấy một chiếc giường làm bằng cỏ dại, thì vô cùng thích thú. Còn đây là cậu bé chăn cừu tên Peter. Ông nội cho Peter chút đồ ăn và bảo cậu bé rủ Heidi lên núi chăn dê cùng. Cô bé Heidi ngây thơ nhìn thấy thảo nguyên trước mắt vô cùng thích thú. Còn Peter thì nhân cơ hội ăn vụng đồ ăn của Heidi. Lúc này, Heidi chạy lại ăn trưa. Peter giả vờ như không có gì xảy ra. Heidi phát hiện sao chiếc bánh của mình bị cắn mất một góc. Có phải Peter ăn vụng rồi không? Nhưng cậu bé tinh nghịch này nhất quyết không thừa nhận. Lúc này có hai chú dê khiêu chiến với nhau. Peter liền đánh mạnh vào người bọn chúng, thì bị cô bé Heidi lương thiện cản lại. Peter nói bọn chúng đáng bị trừng phạt. Heidi liền nghĩ ra cách hay. Cô bé hứa với Peter chỉ cần không đánh bọn chúng, mỗi ngày sẽ chia nửa đồ ăn của mình cho cậu. Peter ham ăn nghe vậy lập tức đồng ý. Peter nói với Heidi, mọi người trong làng đều nói ông nội từng giết người, vì vậy cô bé bắt đầu sợ hãi. Cô nói với ông thích ngủ ngoài chuồng dê hơn. Ông hỏi Heidi, rốt cuộc hôm nay Peter đã nói gì với cháu? Cô bé lúc này mới dám mở lời hỏi, bọn họ nói là thật hả ông? Ông nội nhẹ nhàng nói với cháu gái, có những chuyện cháu phải tự quan sát rồi đưa ra phán đoán. Heidi lương thiện đương nhiên không tin vào lời đồn, cô liền xà vào lòng ông nội. Ông cụ cũng bị cô làm cho cảm động. Peter và Heidi vẫn ngày ngày lên núi chăn dê. Hôm nay ông nội tìm cưa cắt gỗ và làm cho Heidi một chiếc ghế. Peter nói ngày mai sẽ dẫn Heidi tới chỗ bí mật mà cậu tìm ra, nhưng cô nói, hôm nay đã là ngày cuối cùng cô ở lại đây rồi. Peter liền buồn bã đứng dậy bỏ đi trước. Heidi về nhà thấy có thêm một chiếc ghế mới. Ông nội nói, cháu không phải đi đâu nữa, ngày mai có thể tiếp tục lên núi chơi nhé. Heidi vui sướng chạy đến ôm ông nũng nịu, rồi ngoan ngoãn lên lầu đi ngủ. Cuối cùng Heidi cũng được Peter dẫn đi khám phá hết cảnh đẹp nơi đây. Hai đứa trẻ đang cùng nhau trải qua những tháng ngày vô lo vô nghĩ, nhưng không bao lâu Peter nói mình phải đi học, và mùa xuân mới quay lại đây. Nhìn bóng dáng người bạn rời đi, Heidi vô cùng buồn bã. Mục sư đến làng nhìn thấy Heidi, liền nói rằng, cô bé đã đến tuổi phải đến trường rồi. Ông nội tức giận, không phải việc của anh, vì mùa đông nên nó không thể xuống núi đi học được. Heidi nhìn thấy bạn bè cắp sách đến trường thì vô cùng ngưỡng mộ. Hôm đó, ông nội tặng cho Heidi chim đại bàng gỗ, cô vui mừng cảm ơn ông. Thế nhưng thực ra cô vẫn buồn, vì Peter bận đi học, phải đợi đến mùa xuân mới quay lại. Ông nội thấy cháu gái buồn bã, nên ngày hôm sau đã dẫn cháu gái xuống núi trượt tuyết. Hai ông cháu chơi đùa vui vẻ, sau vài ngày cuối cùng cũng tìm được nhà Peter. Bà của Peter bị mù hai mắt nhưng rất quý Heidi. Hai đứa trẻ cuối cùng cũng gặp được nhau. Peter nói đến trường học rất nhàm chán, mặc dù bản thân không biết đọc chữ, nhưng cũng không sao vì mọi người trên núi ép cũng không dùng đến chữ. Lúc ăn tối, bà của Peter đưa đồ ăn mời Heidi, còn mình thì ngồi nhìn tụi nhỏ ăn ngon lành. Bà nói rằng bà gãy hết rồi nên không ăn được đồ cứng. Một hôm bà dì độc ác lại tìm đến nhà ông nội, nói đã có gia đình giàu có nhận nuôi Heidi, vì thế muốn đón cô bé rời khỏi đây, về đó Heidi có thể đi học cùng cô chủ nhỏ. Ngày xưa không phải cô muốn vứt bỏ con bé hay sao? Ông nội nói, giờ thì đừng có mơ, mau cút khỏi nhà chúng tôi. Heidi nhà chúng tôi sẽ chẳng đi đâu hết. Bà dì tỏ ra lo lắng cho Heidi vì như thế cô bé sẽ mù chữ.
Chẳng lẽ ông muốn nó sống như người hoang dã hay sao? Ông nội tức giận, giờ cô mới quan tâm đến nó sao? Sau đó cầm gậy đuổi bà dì rời khỏi đây. Nhưng lúc xuống núi, bà dì xảo quyệt đã chặn đường Heidi, nói với cô bé đã tìm được gia đình giàu có nhận nuôi cô. Heidi nói cô thích được sống ở đây với ông nội. Không ngờ bà dì lại bịa chuyện, ông nội cũng đồng ý để cháu rời khỏi đây rồi. Heidi ngây thơ không biết mình đang bị lừa bán. Rất nhanh cô bé đã rời khỏi dãy núi ép. Heidi ngoái nhìn về phía sau, mong có thể nhìn thấy ông nội lần cuối. Đợi mãi không thấy Heidi về nhà, ông nội liền đuổi theo, nhưng không kịp nữa rồi. Heidi đã được đưa đến gia đình giàu có kia. Bà dì giao Heidi cho nữ quản gia và nhận lại những đồng tiền dơ bẩn. Cô chủ nhỏ Clara rất mến Heidi, bắt tay cô bé. Hai người rất nhanh đã làm quen với nhau. Heidi đẩy cô chủ lượn quanh nhà, nhưng không may làm vỡ bình hoa quý. Lúc này, quản gia chạy đến lớn tiếng, chuyện quái quỷ gì vậy? Clara vì bảo vệ Heidi nên đã nhận lỗi về mình. Trong bữa ăn, Heidi vẫn quen thói ăn uống như người du mục, nên làm quản gia khó chịu. Sau đó, cô lặng lẽ cất chiếc bánh vào túi. Heidi tìm cách mở cửa sổ vì nghĩ có thể nhìn thấy nhà ông nội. Nữ giúp việc thấy thế liền ngăn cô bé lại. Nhờ có cô chủ Clara giúp đỡ, nên Heidi rất nhanh đã học được cách sử dụng dụng cụ ăn uống. Nhưng khi lên lớp, thầy giáo phát hiện, Heidi đến nửa chữ cũng không biết. Heidi nói rằng trên núi mọi người không dùng đến chữ. Thầy giáo cũng bó tay, liền mách với nữ quản gia kia. Quản gia vốn dĩ không ưa Heidi, nhưng vẫn nhờ thầy giáo dạy cô bé những chữ đơn giản nhất. Đợi ông chủ trở về sẽ tìm cách đuổi cổ Heidi ra khỏi đây. Clara nói với Heidi, kể từ khi mẹ cô qua đời, đôi chân cô liền không cử động được. Bố cô thì suốt ngày bận đi công tác, một mình cô bị giam lỏng trong phòng rất nhàm nhán. Nhờ có chú quản gia tốt bụng, Heidi cuối cùng đã nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhưng ở đây không thể nhìn thấy dãy núi ép. Chú quản gia nói với Heidi, nếu leo lên đỉnh tháp kia có thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp. Thế là hai cô bé dẫn nhau đi thám hiểm, đi qua những khu chợ náo nhiệt, cuối cùng cũng tới nhà thờ. Cô chủ Clara nói Heidi cứ lên bên trên ngắm cảnh, cứ kệ cô một mình ở đây. Trong lúc chờ đợi Heidi, Clara đã mua vài chú mèo con. Không thấy cô chủ đâu, mọi người trong nhà nhốn nháo đi tìm. Sau khi lên đỉnh tháp, Heidi mới hiểu, ở đây thực ra không nhìn thấy núi ép. Cô hét thật to, ông nội ơi, con nhớ ông lắm. Lúc này, nam quản gia đã tìm thấy bọn họ và đưa hai cô bé an toàn về nhà. Nữ quản gia lớn tiếng trách tội Heidi, nhưng vừa mở miệng đã hắt xì liên tục. Thì ra bà ta bị dị ứng với mèo, nên bị hai cô bé dọa cho một trận hú hồn. Heidi lúc này quá nhớ nhà rồi, liền nói lời tạm biệt Clara. Nữ quản gia kéo tay cô, lúc rằng có những chiếc bánh trong túi Heidi rơi ra ngoài. Thì ra mỗi lần ăn, cô bé đều lặng lẽ để dành một cái phần cho bà nội của Peter. Thật là một cô bé lương thiện. Đêm tối, Heidi ngồi ngắm trăng, trong lòng nhớ nhà thổn thức. Ông ơi, giờ ông đang làm gì? Clara hỏi Heidi, sao lại muốn rời đi, cậu ghét tớ đến vậy à? Heidi đáp, không phải, tớ rất quý cậu. Clara nắm lấy tay Heidi nói, cậu là người bạn duy nhất của tớ, tớ không thể đánh mất cậu được. Thầy giáo phát hiện một thời gian dài Heidi không hề thuộc một chữ nào, nên đã mất kiên nhẫn với cô bé. Hôm đó, ông chủ bố của Clara đi công tác trở về, bà nội của Clara cũng đến thăm cháu gái bé bỏng. Heidi lúc này đã biết cách chào hỏi lịch sự với người lớn. Ông chủ và bà nội Clara cũng rất quý Heidi. Lúc này, nữ quản gia nói về việc học của Heidi và nói với ông chủ mau đuổi cô bé đi. Bà nội Clara không tin một cô bé thông minh như Heidi lại không biết chữ, nên đã đọc cho cô bé nghe chuyện cổ tích, nhưng bà không bao giờ kể hoàn thiện bất cứ câu chuyện nào cả. Heidi bị hấp dẫn liền hỏi bà cái kết câu chuyện như thế nào. Bà nói, nếu cháu muốn biết thì hãy tiếp tục học cách đọc chữ đi. Heidi nói với bà, Peter nói, người trong làng đều không biết chữ. Bà đáp, nhưng chắc gì những lời họ nói đã là đúng. Cháu xem, nếu cháu biết đọc, cháu sẽ biết được cái kết câu chuyện như thế nào đó. Bà để sách ở đây, khi nào cháu biết chữ là có thể tự đọc rồi. Bà nội biết Heidi thực ra không phải không biết chữ, chỉ là cô bé chưa hứng thú với nó. Quả nhiên, rất nhanh cô bé đã biết đọc chữ. Điều này làm tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên, ai cũng mừng cho cô bé. Ông bố nói với Clara, chúng ta sẽ giữ Heidi ở đây với gia đình mình lâu dài. Cô chủ Clara đương nhiên rất vui, nhưng Heidi thì cứ nhớ nhà. Sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Heidi rơi vào trầm buồn. Đêm hôm đó, nữ quản gia và đám người hầu nghe thấy âm thanh kỳ lạ, tưởng là ma quỷ ở đâu. Nam quản gia nhìn thấy cửa mở, ông chủ bị đánh thức, nói với người hầu, phải điều tra rõ chuyện này. Hôm sau, ông chủ gọi bác sĩ tới rình, lúc này âm thanh đó lại xuất hiện. Hai người bước ra cửa thì thấy Heidi đang mộng du. Cô bé tự mở cửa ra ngoài, vì quá nhớ nhà nên cô đã mắc chứng mộng du này. Bác sĩ nói nhất định không được đánh thức người mộng du. Quả nhiên một lúc sau, Heidi lại quay trở lại phòng ngủ.
Bác sĩ hỏi Heidi tối qua cháu mơ thấy điều gì. Cô bé nói, cháu mơ thấy ông nội ạ, cháu có đau ở đâu không? Heidi chỉ vào lồng ngực mình nói, chỗ này rất đau ạ, có phải cháu nhớ nhà rồi không? Cô bé liền cúi mặt xuống gối khóc và không nói gì. Bác sĩ nói với ông chủ, tinh thần của Heidi bất ổn, phải đưa cô bé về nhà ngay lập tức. Ông chủ không muốn, vì ông biết con gái mình sẽ rất buồn. Bác sĩ lại nói, tôi chỉ nói vậy, còn quyết định vẫn nằm ở ngài. Hôm sau ông chủ bàn bạc với cô con gái việc đưa Heidi về nhà, nhưng chưa nói hết câu, Clara đã nổi cáu với bố và nhốt mình trong phòng. Ông chủ nói với Heidi sẽ đưa cô về nên cô bé rất vui mừng, nhưng Heidi cũng lo lắng cho cô chủ Clara, vì cô chủ nhỏ không chịu gặp chào tạm biệt mặt lần cuối. Clara thật sự không muốn rời xa Heidi, nên đã tức giận cả với cô bé. Lúc chia tay, Heidi gửi tặng Clara con chim đại bàng gỗ mà ông nội làm cho cô bé, và dặn ông chủ nhớ đưa Clara đến núi Ép thăm mình. Thế rồi Heidi lên tàu rời khỏi gia đình giàu có, cô tạm biệt chú quản gia tốt bụng để về với gia đình. Khi trở về, việc đầu tiên Heidi làm là tặng bánh cho bà nội của Peter, bà nội rất vui. Sau đó, cô bé về ngôi nhà bằng gỗ của ông, nhìn thấy ông, cô reo lên, ông nội ơi, con về rồi đây. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ông bỏ hết mọi việc chạy đến ôm cháu vào lòng. Cuối cùng thì hai ông cháu cũng được đoàn tụ. Cảnh tượng này thật khiến khán giả cảm động. Heidi lại tiếp tục trở về cuộc sống hoang dã như ngày nào. Vì muốn cháu gái được học hành tử tế, ông nội đã dọn nhà xuống núi. Thầy giáo hỏi đám trẻ lớn lên muốn làm nghề gì. Peter nói muốn làm người chăn dê. Câu trả lời khiến cả lớp ai cũng cười phá lên. Những đứa trẻ khác, có đứa muốn làm người nông dân, có đứa muốn làm thợ mộc. Đến lượt Heidi, cô nói cô muốn làm nhà văn. Kết quả là đám trẻ nghe thấy thì cười nhạo cô bé. Heidi rất lo lắng cho cô chủ Clara, nên thường xuyên gửi thư hỏi thăm. Trong thư cô bé viết, hy vọng Clara sớm có thời gian đến núi Ép thăm mình. Clara cũng rất hối hận vì khi đó đã không kịp chào tạm biệt cô bạn thân. Thế là cô đã tìm đến núi Ép xinh đẹp thăm Heidi. Heidi thấy bạn thì mừng rỡ lao tới, kéo tay cô bạn thân đi tham quan. Hai đứa trẻ cuối cùng cũng gặp lại nhau. Bà nội Clara muốn xin phép ông nội Heidi cho cháu gái ở lại đây vài ngày và hứa sẽ cho ông một khoản tiền. Nhưng ông cụ từ chối nhận tiền và hứa sẽ chăm sóc cô bé. Clara về đây nên cũng không còn nhớ tới quy tắc trong nhà mình nữa. Cô học được nhiều điều mới lạ, vui đùa cùng Heidi trên chiếc giường bằng cỏ dại. Heidi còn dạy cô cách ăn uống mà không cần thìa dĩa. Khi ăn xong cũng không quên liếm sạch đồ ăn còn sót lại. Thấy cô bạn thân lâu năm không còn thời gian ngó lơ đến mình nữa, Peter liền nảy ra ý định vứt chiếc xe lăn của Clara xuống vực để cô bé không đi lại được. Sau khi ý thức được hành động sai trái của mình, cậu bé đã bỏ trốn. Khi thức dậy không tìm thấy xe lăn đâu, Clara vô cùng sốt ruột. Ông nội nhìn về phía Peter, sớm đã đoán ra do cậu nhóc này giở trò. Ông đành phải cõng cô bé lên núi, rồi tìm đến Peter và căn dặn, ta biết là do cháu làm, trước khi ta quay lại đây, hãy giúp ta bảo vệ hai đứa nó nhé. Nói xong, ông nội liền xuống núi. Cảnh sát trên núi Ép đã đánh thức tâm hồn Clara. Lúc này một chú bướm ngũ sắc đậu trên chân cô bé. Cô đưa tay ra bắt thì nó bỗng bay đi. Theo quán tính, Clara đứng dậy định bắt chú bướm. Nhìn kìa, chuyện gì đang xảy ra kia? Clara đã tự đứng dậy được rồi. Peter và Heidi thấy thế liền chạy đến. Sau một thời gian tập luyện, Clara ngày càng đứng vững. Hôm đó, ông chủ và bà nội tới đón Clara. Họ vui mừng khi thấy cô công chúa có thể đứng vững, hơn nữa còn từng bước đi lại phía họ. Chính sự thần bí nơi đây và tình bạn tuyệt vời đã giúp Clara chiến thắng bệnh tật. Còn niềm hạnh phúc nào hơn món quà kỳ diệu này được chứ? Bà nội tặng Heidi một cuốn sổ. Cô bé vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn bà. Nhưng sao bên trong cuốn sổ lại không có chữ gì? Bà đáp, cháu hãy viết chữ lên cuốn sổ này nhé. Heidi nói, nhưng khi cháu nói muốn làm nhà văn, tất cả các bạn đều cười nhạo cháu. Bà nội nói với Heidi, đó là vì họ quanh năm chỉ sống trên núi, nhưng cháu hơn họ, cháu đã khám phá được nhiều điều rồi mà. Nếu cháu thấy chuyện gì làm cháu vui, hãy cứ làm nó, đừng quan tâm người khác nghĩ gì cả. Heidi gật đầu tỏ ra đã hiểu lời bà nói. Mới đấy mà hai đứa trẻ lại phải ôm chào tạm biệt nữa. Trên đời làm gì có bữa tiệc nào là không tàn, đôi khi sự chia ly chính là để có ngày gặp lại. Dưới sự khích lệ của bà nội, Heidi bắt đầu viết chuyện, hy vọng cô bé sẽ tiếp tục có những tháng ngày tươi đẹp, hạnh phúc cùng ông nội và cậu bạn Peter trên dãy núi Ép xinh đẹp mộng mơ này. Đây là bộ phim thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên thế giới bởi cảnh sắc hùng vĩ của dãy núi Ép và sự thuần khiết của những đứa trẻ. Đây là bộ phim rất đáng xem, nó không phải là những bộ phim bom tấn giật gân như ngày nay, chỉ là câu chuyện về những đứa trẻ với tâm hồn trong sáng, thuần khiết và lương thiện. Bộ phim đưa chúng ta về ký ức tuổi thơ. Heidi là đứa trẻ hiểu chuyện. Lúc đầu khi thấy ông nội không chịu giữ lại mình, cô bé không hề ghét ông, mà chỉ lặng lẽ ngủ trong chuồng dê. Khi Heidi nhớ
đến Peter, hay lúc nhìn thấy bạn bè được đi học, cô bé lại lo ông nội thêm vất vả, nên không hề đòi hỏi bất cứ điều gì, nhưng ông nội hiểu hết những điều đó, và cuối cùng đã đáp ứng nguyện vọng của cháu gái. Nét tính cách này bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình và môi trường mà cô bé sinh sống. Sau khi lớn lên, Heidi sẽ là cô gái biết nghĩ cho người khác, khi không vừa lòng chỉ dám núp một xó rồi khóc. So với những đứa trẻ được nuông chiều từ bé, Heidi sau này chắc chắn sẽ tự tin trưởng thành hơn. Heidi là cô bé lương thiện, khi thấy Peter dùng gậy đánh đám dê, hai bằng lòng nhường số đồ ăn của mình để bảo vệ bọn chúng. Khi được bán vào gia đình giàu có, mỗi bữa ăn cô bé đều lặng lẽ cất đi một chiếc bánh, chỉ vì muốn để phần cho bà nội của Peter vì bà không ăn được đồ cứng. Khi trở về nhà, Heidi còn lo lắng cô chủ Clara sẽ cô đơn, nên thường xuyên viết thư an ủi cô bé. Heidi còn là cô bé thuần khiết, khi muốn bày tỏ tình yêu thương tới ông nội, cô sẽ xà vào lòng ông không do dự. Khi đối diện với núi ép hùng vĩ, cô bé bộc lộ hết vẻ ngây thơ đơn thuần của mình. Thử hỏi ngày còn bé trong số chúng ta có bao người có thể làm được như Heidi. Vì vậy mới nói, có những lúc trẻ em học không tốt không phải vì chúng lười biếng, mà là vì phương pháp dạy học đang có vấn đề. Bà nội còn có một câu nói đầy ý nghĩa, đó là nếu cháu cảm thấy điều gì làm mình vui hơn thì hãy làm nó, không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì. Rất nhiều người vì bị người thân phản đối nên từ bỏ theo đuổi ước mơ của mình, từ bỏ làm điều mình thích và lựa chọn thực hiện ước mơ của người khác, hay có những người bất chấp tất cả chỉ vì mưu cầu tiền tài, danh vọng. Như vậy không hẳn sai hoàn toàn, nhưng bản thân bạn có thấy vui khi làm nó không? Đặc biệt là kiếm tiền trên mồ hôi công sức của người khác, mỗi ngày đều nhận ý kiến đóng góp của các bạn mới là niềm vui với tôi. Chỉ cần các bạn ủng hộ, dù gặp khó khăn gì, Tiểu Vũ nhất định sẽ kiên trì vượt qua. Cuối cùng tôi hy vọng chúng ta ai cũng tìm ra công việc yêu thích của mình, mặc cho người khác nghĩ gì, nói gì, vẫn dám đứng lên theo đuổi nó. Chỉ cần là bạn thấy cho là đúng, thì hãy nỗ lực đến cùng nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bộ phim sau.